bạn sẽ nói gì khi nói về chuyện chia tay? Thời đại buồn mà thôi đang sống, những cái yêu cứ mãi mê tiền. Thời đại buồn mà thôi đang sống thật mênh mông, giống như nhân vật phim ta xem. Tôi nói yêu em thật lòng, bộ phim mình năm nào kết thúc rồi sao? Ngày mà mình chia tay nhau thấy, ta nói nhau những câu thoại gì? Một ai đang ngân vang trên phố cầm theo ô, sao phải chia tay vào chiều mưa bay? Vì sao lại nghĩ, lại nhớ, lại muốn, lại ước mong người quay về? Những ký ức đang làm phiền tôi, những ký ức hôm qua đang làm tôi bối rối. Mọi người xung quanh nếu ai nói điều gì về em, cũng khiến trái tim này chợt mong manh. Bộ phim trắng đen mình từng xem, nhân vật chính ra đi. Vang trên phố cầm theo ô, sao phải chia tay vào chiều mưa bay để tăng thêm chút buồn? Rồi như vậy tôi sống mà chẳng vì ai. Tôi nói gì khi nói về chuyện mình chia tay? Một thế kỷ 21 cô đơn mỗi khi mình nhắm mắt. Và vì đôi khi trong cuộc sống sẽ có khoảnh khắc ta gọi là định mệnh, thế chỉ một lần hờ hững nhạt tình đã khiến chúng mình xa nhau mãi mãi. Mọi người khuyên tôi hãy cố gắng quên đi quá khứ, năm tháng phai nhòa niềm đau, rồi mọi thứ cũng sẽ dần trôi, rồi mọi thứ sẽ bình thường thôi. Tại tôi nào lại nghĩ lại nhớ, nói gì về chuyện mình chia tay? Những kỷ về I'm